Em là Hồ Hữu Nghĩa, quê ở Nghệ An. Em lại làm bên công trình rồi vâng. Công ty về gì? Bên cầu đường. À, cầu đường. Sao thấy cũng đâu đen lắm đâu nhỉ? Đáng lẽ lái máy xúc ngoài đường là phải đen thù lùi chứ. Văn bản có máy lạnh mà không đen. Ủa lái máy xúc mà sao có máy lạnh? Đã có. À là cái đầu cái cẩu xe là nó có máy lạnh. Vâng vâng. À, ủa nó có máy lạnh đó hả? Đã có. Lần đầu tiên mình mới biết luôn nha, mà thấy ngồi làm tưởng đâu nắng thôi cực khổ. Vậy là có cực cực khổ, chỉ có máy ủi nó mới khổ, còn máy xúc và máy ủi thì luôn luôn nó có. Dạ, giờ ngoài Nghệ An là còn ai ngoài? Bây giờ thì còn mẹ. Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 68 rồi. 68, rồi mẹ ở với ai? Mẹ ở với anh cả. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 40. Rồi, xong, qua tới bên này, mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn trai bên kia và em chào quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu là em họ Kiều, tên Lựu. Bạn bè của em gọi em là Lựu Đạn á. Lựu Đạn. Nhưng mà Đạn này đã không nổ đó đâu chị. Kiều Lũ, quê ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Hà Nội và em lớn lên tại Lâm Đồng. Em năm nay 34 mùa xuân rồi ạ. Lũ đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm kế toán cho một đơn vị sự nghiệp. Là từ trên Lâm Đồng xuống đây ghi hình luôn? Dạ vâng ạ. Lâm Đồng, có lên Lâm Đồng lần nào chưa? Có lên lần rồi nhưng mà chỉ đi qua thôi. Em là sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 1986 ạ, tuổi con cọp ạ. Con cọp? Dạ. Sao, sợ con cọp không? Ổn ạ. Này nhưng mà đúng sang năm 86 này quá hợp rồi. Ủa vậy hả? Em tuổi gì con gì? Em con gà. Dậu phải không? Tỵ, Sửu, Dậu, tam hạp. Ủa vậy con cọp có liên quan gì đâu mà hạp? Sao không hạp? Hạp sao hạp? Con gà. Con gà với con... Như con cọp mà hợp. Và nó rất chi là thẳng lợi về đường làm ăn nữa. Vậy luôn hả? Ủa sau đó giờ tôi cũng nhớ, tôi coi này dữ lắm mà sao lần đầu tiên tôi nghe con gà với con cọp sao mà hợp với chỗ nào rồi? Thì nó hợp với tuổi này. Cái tuổi tân tâm mốt này nó rất không vất vả về công việc. Nó chỉ vất vả về cái chuyện tình cảm thôi. Thiệt lòng luôn. Ông này em coi thầy bói gì. Sao em? Thấy tuổi nó hợp không? Em nghĩ là hợp hay không là do hai người chị ạ. Chứ đó giờ chị nghe ai ta nghe con cọp, nghe con gái mà tuổi dần là người ta sợ ha. Dạ đúng rồi ạ. Em thấy tuổi dần cao số rồi này kia. Ông không sợ đâu, ông này ghê lắm. Rồi thôi bây giờ bỏ vụ tuổi qua bên đi nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nhiệt tình trong việc. Và sở thích của em là thích đi du lịch, thích nấu ăn. Với lại ngồi rảnh rảnh thì em ngồi tám. Còn khuyết điểm của em là em nhút nhát. Nhút nhát. Dạ, với lại một cái nữa là em cứ thấy trai đẹp, gái đẹp là em nhìn là em nước mắt em nhìn nè. Nhìn thôi mà thích trai đừng thích gái nha. Chị dạ. Hả? Có khi em nhìn em thấy bạn gái đẹp là em cũng khen à bạn. Bạn này gái này đẹp quá, em nhìn cũng thích chị ạ. Thích cái kiểu gì sao bà nói chứ tôi gật sợ quá. Không, em thích là thấy bạn này dễ thương rồi. Mình thấy mình trong mình có một cái ý định là khen ở bạn này dễ thương, mình so sánh bạn này với bạn kia. Nhưng mà không phải là thích cái tình cảm của mình. Đúng. Với bạn đó là em. Ai cũng vậy mà, thấy người đẹp thì phải nhìn thôi. Dạ. Yêu thương là đúng giới tính rõ ràng phải không? Dạ đúng, em giới tính chuẩn chị. Quan trọng nè, có ngại lấy chồng xa không? Dạ em không ngại lấy chồng xa. Có nghĩa là thí dụ giờ mình xuống núi vẫn được đúng không? Dạ vâng. Miễn là người đó yêu thương mình đi đâu cũng đi phải không? Dạ đúng. Em lo em ở trên núi nhiều, giờ em xuống. Xuống núi đi chứ cũng tu hành trên chảnh nhiều đắc đạo rồi, xuống núi đi cưng. Được. Tôi chỉ chốt câu đó thôi, còn cái chuyện còn lại là của chú. Vâng. Rồi, bên đây. Thì điểm mạnh của em thì thật sự trong công việc rất nhiệt tình. Và cái tên là biết nấu cơm. Rồi biết chăm sóc gia đình. Còn cái điểm yếu của em thì thỉnh thoảng gọi là có một cái gì nỗi buồn không ai biết được, thì nhìn những bỗng dưng đang vui vẻ như thế này nhưng một tí nữa mình buồn bình thường. Vậy là sáng nắng chiều mưa hả? Trong người con người của mình thấy nó như vậy. Nên có cái cả khi đang chơi nhảy ra vẫn chút chi là vui. Nhưng khi về một mình là chỉ một mình thôi. Thường mình thấy cái này phụ nữ nhiều hơn chứ. Vô cái chuyện tình yêu nè, 40 tuổi sao chưa có vợ? Em là đồ lần rồi. Đó thà nói vậy tôi chịu chứ 40 tuổi mà chưa có vợ tôi phải coi là có khiếm khuyết gì không nha. Rồi có cháu nào chưa? Có một cháu năm nay 14 tuổi. 14 tuổi rồi. Nam chơi sớm dữ. Kết hôn vợ đây là kỳ năm 2005. Thì trong đó là kỳ 2000 thì em đi bộ đội. Thì em được học đào tạo qua trường bên Chai Tăng Thiết Giáp ấy. Thì sau 2003 thì em được hưởng lương của nhà nước. Rồi. Sau lúc đấy xác định là kiểu cũng không phải là mình là dê hay là hạc đâu, nhưng ý là mình muốn lập nghiệp trước. Rồi mấy ly chừng nào ly vậy? Thì cũng tìm hiểu 2-3 năm rồi. Nhưng sau khi một thời gian cảm thấy rằng là cuộc sống của một người vợ mà không chia sẻ với cái bản thân cho một người chồng biết, kể cả chồng đi làm về hay là chồng hỏi cũng không chia sẻ gì cả, thì đổ vỡ bởi vì là hai người không hiểu nhau.
Một con, trai hay gái? Con trai. Bây giờ con sống với ai? Khi mà ly dị thì mình, em cũng muốn rằng là nuôi con, nhưng mà bên tòa án xử lý là người vợ được nuôi con. Tình duyên của em thì như thế nào? Đã trải qua một lần đò. Cũng trải qua lần đò luôn. Dạ. Rồi sao, có cháu nào chưa? Em có cháu 8 tuổi, cháu trai 8 tuổi. Cháu trai 8 tuổi, đang sống với em? Dạ, đang sống với em. Em là lấy nhau 2012, 2014 em chia tay. Và từ... Có 2 năm à? Dạ. Từ đó đến đây ở vậy nuôi cháu. Ở vậy nuôi cháu. Mình đang sống một mình hay sống có ông, có bà, ông bà? Hai mẹ con em ở riêng, nhà riêng. Rồi, ví dụ bây giờ mà xuống núi là đem con theo đúng không? Dạ vâng, mẹ đi đâu con đi đó. Thì đúng rồi, con nhỏ mà mới 8 tuổi à, mẹ đi đâu con đi đó. Em có muốn sanh con nữa không? Dạ em có chứ, em có một cháu à. À em vẫn muốn sanh nữa đúng không? Dạ. Rồi, chứ tại vì bên này coi như giờ con ở với vợ rồi, đâu có ai ở chung ảnh đâu. Đương nhiên là muốn có con nữa phải không? Dạ vâng, đúng rồi. À đúng rồi, rồi tôi tưởng nó nói hông chứ. Hiểu như vậy đi. À, cho chị mượn cái hình của em coi nè. Có hình không em? Trời ơi, nhìn vậy mà tôi lựa ra được cổ chết liền luôn á. Đó, đơn giản. Hai người thôi lựa. Ai? Em nghe này. Tại sao chọn anh đó? Tại vì 40 tuổi với lại khi anh nói là anh là máy móc thì em... Ý là nghĩ gọn gàng á hả? Hả? Rồi, em cứ giữ đó đi, chúc em may mắn. Cái con này. Cầm đi, thôi không biết luôn, mở cửa trái tim ra. Bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho hai bạn xem coi sự chọn lựa của mình có đúng hay không. Em gái chọn đúng không? Em chọn đúng rồi. Em chọn đúng. Bây giờ quan trọng em hỏi cổ có phải cổ không? Chị nghĩ đúng mà, bên này cổ tóc ngắn, trong này tóc dài. Thế là trong trong này cái hình tấm hình này là mình người thứ ba đúng không? Đằng sau này đó. Dạ đúng rồi. Hay, xuất sắc. Tôi nhìn tôi còn không biết phải hay không nữa. Rồi lần đầu tiên gặp em thì anh có một cái chậu hoa. Thì trong mọi cái, tất cả bản thân anh đã gửi vào trong này. Anh nhờ em chăm sóc. Dạ rồi, cảm ơn anh. Trời ơi, tặng có giỏ hoa mà để tất cả bản thân anh em để vô trong này để cho em chăm sóc gì dữ vậy trời. Em cũng có món quà nhỏ gửi tặng anh. À, do hôm qua em đi làm về muộn quá thì em cũng không được gói ghém cho nên cẩn thận xíu ạ. Không, mình không cần phải cầu kỳ đâu, mình thế này mình chọn... Rồi ngồi xuống đi. Thật sự lòng là được rồi. Nãy giờ tôi tưởng tặng cái điện thoại không, hết hồn, mở ra coi cái gì ở trong. Ý nghĩa của món quà em. Dạ em muốn tặng anh cái thắt người, mỗi khi mà anh đeo vô thì anh sẽ nhớ tới cái ngày mà em với anh gặp nhau lần đầu. À, món quà nào cũng có. Cái này là thắt lưng là thắt cổ thắt họng luôn đó em. Thắt lưng là thắt cổ thắt họng luôn đó em. Không. Gì không? Cái này thì thắt ở giữa thôi. Thắt ở giữa thôi. Ừ. Cái thắt lưng này người bảo thắt lưng chứ phải thắt cổ đâu. Ừ, là thắt mà siết vô rồi ra được á. Bởi vì là cái đoạn giữa mà nó là chắc rồi thì hai đầu cũng mà cho trượt được. Ừ, đó, móc cái đoạn giữa là kéo đi là đi hết rồi đúng không? Bây giờ chị Tường sẽ dành riêng thời gian cho hai bạn tâm sự trò chuyện với nhau ha. Ít phút chị Tường sẽ quay trở lại, mời các bạn sẽ cùng thưởng thức những món ăn. Xuống núi bạn gái đói bụng rồi đó, ga lăng mời bạn gái ăn nha. Ít phút nữa chị Tường quay lại nha. Anh nhà, đi. Mời em xuống bữa. Khi em gặp anh thì em nghĩ thế nào? Em gặp anh ở đây thì là em rất vui rồi. Còn cái thấy anh cũng được giống như cái mẫu người mà em đặt ra là cao với lại theo ý của em. Anh thấy em thế nào? Thì em thì lần đầu tiên anh gặp em thì cũng dễ thương. Thứ hai nữa thì cái lời nói của em cũng dễ nghe. Anh có hay về quê không? Anh thì thường thường cứ một năm về ba lần thôi. Bố mẹ anh ở ngoài quê hết ạ? Gọi là ở ngoài quê thì giờ anh còn mẹ, còn bố mới mất. Thế rồi. Trong đây anh ở mình vậy anh? Trong này thì anh ở trên công ty ấy. Ngày bình thường rồi là ngày nghỉ thì có em con chú rồi là em con dì. Và các kho trong này còn có. Vậy là có người thân ở trong đây nhiều này. Vậy anh đi làm vậy anh có hay được nghỉ không? Anh ấy thì nghỉ là cho mình quyết hết. Một tháng mình nghỉ 4 ngày. Nhưng mà thời gian này anh không thích nghỉ. Bởi vì là anh chỉ một mình. Bây giờ mình xin nghỉ 4 ngày nhưng mà mình ăn rồi mình ở nhà làm điện thoại thì nó đau lưng lắm, nó không thích. Thế anh với em quen nhau rồi anh có ngại đường xá xa xôi không ạ? Nếu như mà nói từ ngại thì không phải là mình nói dối, nhưng mà thật sự là nó cũng ngại thật. Nó bởi vì mình không bao giờ đừng bảo rằng là nó không xa, cũng xa thật. Nhưng mà thấy bởi bây giờ thì nó phát triển. Thì xe gọi đi lại thì nó xa hay gần thì nó quan trọng. Nhưng còn cái chuyện tình cảm này quan trọng đầu tiên. Thì em cho anh hỏi một chữ thôi là trong cái chuyện tình cảm thì hoặc là chuyện công việc của em,
khi anh là người bạn trai hoặc người chuẩn bị là gì của nhau đấy thì em có thể là chia sẻ cùng anh không trong công việc? Dạ có chứ anh. Anh cũng mong như vậy. Bản thân anh cũng một lần đổ vỡ rồi. Có đôi con năm nay 14 tuổi đang ở với mẹ. Sắp tới tầm 3 năm nữa con nó sẽ vào trong này. Dạ. Thì em có ngại khi con anh nó ở trong này học trong này không? Dạ em không có ngại gì hết. Con anh nếu mà sau này em với anh có duyên đến với nhau á, con anh thì em cũng coi giống như con em thôi, không có gì. Nhưng con anh cũng lớn rồi mà con em thì cũng còn nhỏ, anh cũng có ngại vấn đề gì không ạ? Con của em mà anh đến với em thương con là cái tâm. Thì sau này ông bà nói là mình trồng cây thì sẽ có quả. Thì mình thương con, mình chăm con thì con lại sẽ thương mình. Còn mình không nên bạc bẽo trong đời này giờ thế. Đều có câu trả lời rằng là nếu như mình làm tội lỗi nhiều thì mình sẽ gặp tội lỗi nhiều. Cái cuộc sống của anh là cũng cần là một người phụ nữ để chăm sóc anh, không phải là mình đi làm về lấy lương để nuôi anh, mà ý là chỉ làm một cái chỗ dựa cho anh để vững anh làm công việc. Chứ thực sự công việc của anh thì lương nó cũng không cao lắm đâu, nó chỉ được 10 triệu. Ừ. Nhưng mà 10 triệu là anh hơn em rồi. Em được có nửa của anh thôi. Nhưng mà 10 triệu mà tiêu hết 10 triệu là nó sẽ hết đúng không? Nhưng 5 triệu mà tiêu chỉ có 0,5 thôi thì nó còn 45 mà. Dạ. Em có xác định ở đất Sài Gòn này không? Hay Bình Dương không? Em ngày xưa em cũng từng đi làm ở đất Bình Dương. Nhưng mà giờ em vẫn thích xuống thành phố. Nó phát triển hơn ở trên vùng sâu hơn. Anh thì cũng muốn rằng là một là Đồng Nai, hai là Bình Dương. Bởi vì Đồng Nai thì có em con chú, mà Bình Dương thì có em gái con gì. Yeah. Thì nhà cửa thì nó có chứ mình chưa có đâu, nhưng mà ý là không phải mình dựa vào đấy để mà mình này khác, mà có cái chỗ nào anh em nên ở gần cho tình cảm. Yeah. Em có sợ là cái Tết năm nay em về quê Nghệ An ăn Tết không? Quê em cũng hay về quê ăn Tết mà, lại cũng đâu có bằng ngoài quê em đâu. Quê hương anh thì nó là gần, gọi là nó lạnh lắm. Em có ngại lạnh không? Em không có ngại lại. Bởi vì lạnh có anh ra bảo là tôi tuy rằng nó lạnh, nhưng đi bên một người bản thân hoặc một người chồng, người vợ, cái lạnh đó nó không thấy đâu cả này. Yeah. Anh thì trong gia đình anh được 4 chị em, chị gái đầu và anh người út. Từ từ nói, bây giờ nói cái chuyện này quan trọng nè. Giờ đang ở Bình Dương phải không? Là ở nhà ai vậy? Nhà em gái con gì. Có nghĩa là mình chưa có an cư đúng không? Mình chưa có chỗ ở nhất định, mình mới vô đây lập nghiệp. Cô này ở Lâm Đồng, ở trên chợ có nhà có cửa, hai mẹ con ở riêng rồi. Thay vì người ta xuống núi ta chịu rồi đó. Nhưng thí dụ giờ mình lên trên đó lập nghiệp được không? Nghề của em thì nó chỉ tránh thành phố thôi. Bởi vì cái tại sao tránh thành phố? Bởi vì là cái máy xúc của em không vào thành phố được. Nó chỉ vào khi vào nó phải cần xe kéo vào làm. Gọi là nghề em, nghề gọi là nghề làm đẹp cho muôn đời mà. Ủa chị hỏi gì được không? Em muốn xuống núi hay là em muốn người ta lên núi? Em cũng có ý hỏi giống như chị á, nhưng mà em chưa kịp hỏi chị. Nè chị lanh hơn em đó, chị giúp đỡ em đó, chị hỏi giùm cho em luôn được không? Dạ. Thế nhưng như bây giờ mà mình lên núi thì có gần Hồ Xuân Hương không? Dạ không, nhà em cách Đà Lạt khoảng 120 cây số. Lâm Đồng mà chưa tới Đà Lạt mà, nhiêu đó được rồi. Rồi hôm nay đi có người thân đi theo không? Dạ có, em con chị. Em con chị, hôm nay em đi có ai đi theo không? Dạ em có bạn em ạ. Có bạn em. Rồi mời quan viên hai họ vô đây. Thôi bên này thấy có người lớn mình chào trước. Em chào chị. Chị là cái gì của bé? Cũng là chị em bạn thôi ạ. Chị em bạn. Trời em cũng bạn mà từ lớn đến bé có đủ luôn ha. Em tên gì? Dạ em tên là Hường. Em là bạn học cùng với bạn từ hồi nhỏ. Bạn từ nhỏ rồi, trong này ai là người thân với em nhất? Người nào hiểu em nhiều nhất? Dạ bạn em ạ. Bạn em tên gì? Dạ em tên Hường. Hường. Rồi chị tên gì chị? Em tên Yến. Chị Yến. Thanh Hằng, thì mình nhìn thấy cái cặp đôi này như thế nào? Rồi bạn thân nhất ý kiến nè. Cái việc đầu tiên em chỉ muốn chia sẻ đó là hai bạn cũng đã từng trải về trong vấn đề hôn nhân gãy gánh giữa đường, thì em thấy cái phần này về phần con chung thì hai bên cũng đều có con chung. Mà mấy cái thời này bây giờ là thời 4.0 rồi, cái vấn đề này em nghĩ cũng không phải là cái bước rào cản để cho bất cứ ai hết. Cái thứ ba nữa thì em thấy bạn trai bên này thì thấy cũng gương mặt cũng khả ái, cũng có độ tin tưởng cao. Cho nên là thật sự thì em cũng muốn bạn suy nghĩ xem như thế nào để cho hai bên cùng có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn em. Rồi sang qua bên đây. Con gì phải không? Cưng tên gì? Tên em Tích Thương. Dạ. Thì hôm nay em đi theo thì thấy cái câu chuyện của hai anh chị đây nãy giờ thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy các anh các chị nói chuyện có vẻ là hợp. Anh của em thì hiền mà nhiệt tình trong mọi việc.
cứ ai nhờ đến anh là anh sẽ có thể là bỏ việc của mình, có thể giúp người ta rất là nhiệt tình. Em cũng nghe anh chị nói chuyện, thấy anh chị là cũng đã từng kết hôn một lần, cũng từng đổ vợ, thì cũng mong là anh chị sẽ cho nhau một cơ hội. Em thấy ảnh hiền, em thấy anh có chậm không? Em nghĩ thì bây giờ cuộc sống mình, nhịp sống mình nó quá nhanh đấy chị. Nhiều lúc nó nhanh đến lúc đến mức mình có thể không nhớ được như nào. Em kiểu mà cũng thích của anh, em sống chậm lại một chút để nhìn lại cái cuộc sống mình rồi kiểu mà nó ổn định hơn, rồi nhìn kiểu gia đình, bạn bè, anh em thì nói chung là mình sẽ để tâm được nhiều hơn. Em nhận xét về chị gái hôm nay như thế nào? Em thấy chị ấy xinh mà kiểu giọng nói có vẻ dễ thương ấy. Rồi, thế là hôm nay cả hai bên đều khen và hài lòng đối với cái nhà bên kia đúng không ạ? Chị nè, giờ chị lớn nhất em muốn hỏi chị một câu nè, chị xích lên đây nè. Chị nhìn nhận cặp đôi này sao? Theo như mắt mình là hai cặp đôi này là được. Được. Được khoảng từ 80% rồi đấy. 80%. Ok, vậy thì quá tốt rồi. 80% á. Rồi vậy là cái phần còn lại ở hai được, bạn ngồi nha. Dưới kia thấy là được rồi. Thôi giờ cảm ơn gia đình hai bên nha, để đôi trẻ thêm cơ hội nói chuyện. Trên hành trình theo đuổi đam mê, tôi chọn cách đối mặt với thử thách bằng năng lượng tích cực. Red Bull năng lượng tích cực hút tung thách thức. Rồi bây giờ chương trình có những cái lá thăm, trong này có những cái yêu cầu của chương trình cho hai bạn bốc thăm, trả lời cho nó vui để cho mình hiểu nhau được nhiều hơn, thân thích với nhau hơn. Mời em bốc một lá. Hai bạn nắm tay nhau, nhìn nhau trong 30 giây, sau đó mỗi bạn nói lên điểm thích nhất ở đối phương. À, quá tuyệt vời, quá dễ. Mời em qua đây. Ngon ha, body rồi cũng chuẩn ha, rắn chắc ha. Nhìn nhau đi ạ. Nắm tay, nắm tay. 30 giây nhìn nhau. Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Trong con người em, anh thích cái chân thật không? Và rất là thật lòng á. Chứ ngoài ra anh không thích chị hết. Nói gì mà tôi đứng sau lưng tôi nghét lỗ tai tôi không nghe luôn á. Nói lớn lên xíu coi, mạnh mẽ lên. Là ý là khi trong cái điểm thích nhất là cái thật lòng của em thôi. Anh chỉ thế thôi. Còn anh, em nghĩ sao? Em cũng vậy, em chỉ thích là tính tình anh hiền lành, thật lòng khi mà mình trao cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn hai bạn. À, tuyệt vời, ai cũng thích. Nói chung là cái gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hai bạn đang khen nhau về cái gỗ ha. Hai bạn ôm nhau trong 30 giây rồi nói cảm nhận về nhau. Nữa hả? Mời hai em xin lỗi. Em đang lỗ ấy. Em đang lỗ hả? Ừ, em đi lại hai lần. À, em đi lại hai lần hả? Vậy thôi em biến nó luôn đi, em đừng về chỗ nữa. Nhìn tôi chí, hai người ôm nhau nhìn tôi chí. Ôm đồng chí đó. Em rung à? Em rung, tim em đang đập. Nói đi, cảm nhận như thế nào? Ngày hôm nay gặp nhau làm sao? Có thể cái trái tim của em để cho anh sưởi ấm được không? Dạ, mình sẽ cho nhau cơ hội anh nhé. Ủa, cái đó đâu phải là cảm nhận. Cảm nhận là hôm nay mình được ôm nhau, mình thấy trong người sao? Hoặc là lần đầu tiên gặp anh em thấy làm sao? Em cảm thấy cái dòng điện trong người em đang nóng đây ạ. Nếu nóng được thì mới về nhà ăn được. Mình nóng nó mới ấm đúng không? Dạ. Rồi về chỗ đi hai bạn. Thật ra bây giờ nãy giờ em còn cái gì em muốn hỏi nữa không? Em hỏi anh là anh có tật xấu gì không ạ? Tật uống rượu là có, bởi vì trong cái nghề nhà anh thì thỉnh thoảng là xếp xuống. Dạ. Rồi là rủ nhau đi. Không mà... nhậu ngoại giao thì không sao, nhưng nhậu cái kiểu nhậu lầy tới bến luôn em. À không em, anh từng này tuổi rồi mà bây giờ mà lầy nữa thì gọi là ai gọi là bốc bùn lên em. Không đi chung chơi đâu. 40 tuổi rồi còn lầy gì nữa. Gì nữa? Không, anh nhậu được mai mốt cái gì, em với anh cùng nhậu được sao? Rồi, còn em, còn muốn hỏi cô cái điều gì nữa không? Trong lòng mình còn mong muốn gì ở người bạn đời nữa không? Không nói thì hát à. Hát bài trong, hồi xưa đi lính 10 năm chắc cũng hát nghiêu ngao, chổng dữ lắm không? Anh tặng em bài hát là Nhánh Lan Rừng. Nhánh Lan Rừng. Đúng ý nghĩa của anh bộ đội. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng nhặt cánh hoa lan rừng. Ủa đổi hả? Nhặt được cái cánh hoa lan rừng là thôi á hả? Mình cho tặng mà. Rồi hôm nay đoạn hậu mới sợ luôn vậy đó. Được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm mạnh nút, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại. 1 2 3
rất nhanh, rất là mạnh mẽ. Kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, hãy gửi tặng nhau một nụ hôn rất là dễ thương. Anh thơm em, coi như là mình đặt dấu đầu tiên anh em mình đến với nhau. Em tên Dũng. Lúc này Nguyễn Trung Quốc Dũng. Trước đây em là graphic designer và 3D designer. Thì gần đây em mới scale bản thân lên và học thêm. Thì em mới được lên art director của một agency. Và sắp tới thì mình là đạo diễn của một đoàn. Trước đây em có một cái phim ngắn nhưng mà nó chưa hợp kỳ xong. Phim gì em có thể tiết lộ? Âu thầm lắm thì tụi em vẫn đang không kịp. Em sửa tới là thứ ba rồi. Cái này là em làm freelance hay có làm cho đơn vị không? Em đang làm trên một trình xây dựng freelance cho những người khác. Quê của em ở Đồng Nai hả? Ok. Em đăng ký tham gia chương trình Âu Tiên Dũng. Cách đây vài ngày thì em nhắn tin cho Hoàng Trúc á. Thì Trúc nói phải chụp ảnh lên thì nó nói là anh mới qua thức tình đúng không, anh tham gia anh tham gia cái bên thằng Bắc đi. Thì em có trả lời với Trúc là không, trong chuyện tình cảm anh muốn nghiêm túc nên anh sẽ tham gia cái này luôn. Và anh tìm là mấy chị con gái được quen mà anh kêu gọi. Rồi, xuất sắc luôn. Hẹn hò có vợ hai. Rồi, cảm ơn Dũng đã tin tưởng chương trình ha. Đã tới đây để mà kiếm một cái lựa phù hợp của mình. Trước tiên là Dũng sẽ chia sẻ về bản thân em trước đi. Em là người như thế nào? Điểm mạnh thì yếu ra làm sao ha? Em thì yêu công việc và yêu bạn kia hơn bản thân của em luôn. Yêu bạn kia là bạn nào, là người yêu cũ hả? Trong anh. Tức là em đã có một ai đó đây là mình tin vào rồi á. Là sao em chắc được điều đấy? Nghĩa là đã từng thể hiện như thế nào với người yêu cũ để mà mình biết được là mình có thể yêu người ta hơn yêu mình. Em có 4 năm như thế mà người ta bỏ đi vì em bỏ qua cảm ơn em. Em xòe xòa, công việc nó không có ổn. Mọi thứ nó cứ mất bên rồi em cứ nộp chuyện đến người ta hết. Và nghĩ đến công việc á. Thì bản thân em bị bỏ rơi á, em sợ bỏ rơi chính em á. Mình phải kêu anh trưởng thành lên. Và thời gian qua em ngồi em nhìn lại em kêu ok. Nên em mới nhận cái offer công việc mới và em đi học thêm. Em vẫn còn đang học thêm một thời gian. Có nghĩa là cái mối tình đó là gần đây nhất của em như thế nào? Là quen bao nhiêu lâu và chia tay? Tụi em gần đến ngày kỷ niệm 4 năm rồi. Ờ. Chia tay lâu chưa? Hơn 2 tháng thôi. Bây giờ ví dụ như cô ấy biết là em có người lên và muốn hẹn hò thì người ta suy nghĩ lại. Người ta quay lại với em thì lúc ấy như thế nào? Nghe từ ngày đầu mới quen bạn ấy thì em mới có một câu là anh sẽ đợi ngày em mặc váy cưới hoặc có người yêu mới anh mới đi tìm được em. Và thế là bạn ấy cưới luôn rồi. Bạn ấy có người mới rồi. Rồi sau cái việc tình cảm đấy thì em cảm thấy như thế nào? Có bị sốc, có bị buồn không? Tức là em điên cuồng, em nhắn tin, em gọi điện, em níu kéo đủ kiểu hết. Nhưng bạn sẽ còn say no. Cho tới một ngày bạn kêu em có người mới rồi, thì không tìm em nữa. Fine, ok. Đầu quá hả? Rồi, ok. Nhưng mà công việc của em thì chị nghĩ em cũng sẽ tiếp xúc với rất là nhiều các cô gái xinh đẹp thế này thế kia, bao nhiêu mối quan hệ. Thì những người đấy thì em có mở lòng với họ như thế nào? Được. Em muốn tìm một bạn. Tại vì cả ba người em quen là mình những người em chưa từng quen biết. Còn hiểu nếu quen một người bạn của mình đi thì cảm giác là hai đứa hiểu nhau một chút, cứ tưởng là hiểu nhưng mà thực ra là không hiểu, tức là hai người tự hiểu nhau ngay từ đầu.
Có nhiều người mở cờ là em cũng cảm nhận người ta. Rồi thế thì em ơi, chia sẻ cho chị kỹ cái hình mẫu của em mong muốn em như thế nào luôn đi. Có một bạn diễn viên mà cả về ngoại hình cũng khác thì em khá thích, đó là bạn diễn viên Quốc Anh. Quốc Anh hả? Hà Lan. Hà Lan. Ờ. Dạ. Kiểu gu style cả tính cách lẫn ngoại hình luôn. Kiểu nó mèo một chút thôi chứ không phải nó mèo quá. Tự làm tự lo cho bản thân. Còn tính cách uống nước được kìa. À, kiểu là cái uống nước không? Chết rồi. Sáng ngơ nên anh cũng nhầm. Đây là ngày mai nha chút nha. À, đó là về ngoại hình và tính cách. Còn về công việc thì có thể là chung ngành hoặc là khác ngành đều được. Số tuổi phải là 96 hay 99 rồi. Rồi, tính cách cô này như thế nào để phù hợp với mình? Mỗi lần nóng máu lên không phải yên một chỗ rồi. Làm sao? Chịu giận hờn gì đó thì làm ơn cho mình có tín hiệu đi chứ. Không nói đang giận. Không yên giận. Giận gì là phải nói. Cũng không hẳn là phải nói ra là em đang giận cái đó, nhưng mà cũng cho mình một chút tín hiệu biết là anh đang giận đó. Xin lỗi em đi. Trong buổi quan hệ cũ là hai từ thích thì giận, giận vô cớ thôi. Nên giờ sợ người ta cũng thế. Không thích là cãi cãi à? Phân nhà con gái như với mình thì mình cũng gặp nhiều. Ở bạn thì có thấy là cái kim thành cái này tốt, cái này lại không tốt. Nhưng mà nói về ngoại hình thì dạng ai đẹp đúng không? Không mập. Ngoại hình không mập phải không? Chúc nó đem cái định giảm cân rồi đó em. Hay là được chút nào cân? Cách đây hơn một tháng là em 88kg. Và bây giờ em đang lại như thế. Ồ, theo đạo có ok không anh? Em thì ưu tiên là không tự nhiên. Tại vì công việc của em và bạn nó cũng tiếp xúc với một số thái mà cái tâm giáo gì đó. Thì là sản phẩm là lời nói gì đó. Mà nãy em nói là muốn là nghiêm túc để mà tìm cái người để mà kết hôn luôn, thì cái dự định sắp tới của em như thế nào? Bao lâu kết hôn, rồi các thứ là bạn chuẩn bị gì chưa? Về mặt tâm linh thì thầy em kêu là em năm nay cưới. Thì bây giờ thầy khoảng 5 tháng là kêu nó ra. Thì maybe là nếu được thì trong năm nay hoặc là một năm được. Còn tuổi thứ hai đã chuẩn bị gì về kinh tế này khi các thứ là cưới sinh này kia chưa? Em có một khoản cho bé để cái phải đó em không phải đó là phải thực tế của em là không cùng tới là cái thu nhập của em hiện tại đủ để nếu như bạn lấy sinh con ở nhà có một năm thì em cũng có thể đủ đáp ứng. Hy vọng là tâm linh là trong năm nay em cưới vợ được, năm tháng vẫn còn cơ hội. 23/7 này chị quay cho là có cô gái phù hợp với em thì là cười luôn. Ừ. Trong chương trình nhiều lắm em, lên một tháng mà về người ta cưới, người ta sinh con tới giờ luôn rồi. Rất là nhiều cặp như vậy rồi, nói chung là biên tập của chương trình rất là mát tay. Đấy. Rồi, ok, em còn chia sẻ gì nữa không? Còn muốn hỏi cái gì nữa hay không? No, anh hát được không? Nói chung là về tài lẻ thì gần như là em cũng có đó. Em chỉ tập trung với công việc của anh là sáng tạo. Trước đây thì em là phường thủ.
và cả nước là đi hết rồi. Chỉ vừa đúng thời gian ra một cái câu đó để em thả thính cho bạn gái em á, là cái nơi xa nhất và cuối cùng anh muốn nắm em đi là cho anh cưới hai em. Công việc của em thì là sáng tạo giống như về chương trình này đi. Thì em thường xuyên có đi ra ngoài, cứ đi bộ hoặc là thậm chí là ngồi bán ngoài đường nhìn người ta đi qua, xem giới trẻ ăn gì, chơi gì, giới trẻ đang nói về cái gì, rồi người lớn nhìn giới trẻ như thế nào, chính như là họ nhận xét về tóc tóc như thế nào hay là YouTube như thế nào đó. Thì em nhận cái thông tin đó thì em cũng làm một truyền thông. Thế là có đi như thế một mình cảm nhận cuộc sống như thế nào? Số này em đi bộ mình mấy cái số qua Sài Gòn, số này thì đi hai đường xa, cũng tùy lắm. Sao mình giờ này em là cũng chuyển chạc hơn so với tuổi nhiều quá. Từ ai nói em là lớn hơn so với tuổi nhiều, em có được tám mấy. Mà em nói đi chung với em số hộ thì trước giờ xì tai tóc em là để vậy luôn á hả? Hay những nào hay là điều chỉnh này mới? Mái tóc này là em để kiểu này là để được 7 năm. Có 3 lần bị skip là trong đó có 2 lần là để chia tay. Và 1 lần là em quên. Hai lần có 2 lần tụng cạo đầu. Lần chia tay lần này là hay quá, chưa cạo đầu là hay cây được cạo đầu không? Em cũng tính rồi nhưng... Ok, tổ anh. Rồi, ok, cảm ơn Dũng ha, đã đến cái buổi cắt ngày hôm nay. Thì sau buổi này hy vọng cái lịch quay sắp tới gần nhất chương trình, tại vì chương trình tháng nào người ta phải ghi hình hết.